It doesn't matter. Why you're touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her, please. You are not the same age. Please do not touch her. Don't touch her. Please don't touch her. Please don't. Yeah, don't touch her. Don't touch her. Nghệ sĩ dương cầm Brandon Kavanagh mới đây đã chỉ trích cảnh sát vì đứng về phía những yêu cầu lố bịch của một nhóm khách du lịch Trung Quốc. Video chia sẻ trên kênh YouTube của ông cho thấy Kavanagh đang chơi piano trong nhà ga. Nhóm du khách Trung Quốc thì đứng ở phía sau, vừa nói chuyện, tay vừa cầm cờ vẫy vẫy. Tiếp đến, họ tiếp cận Kavanagh và yêu cầu ông đừng quay phim họ. Một người phụ nữ còn nói rằng cô ấy làm việc cho đài truyền hình Trung Quốc, lộ mặt là không được. Tuy nhiên, Kavanagh từ chối ngừng quay phim. Ông nói với họ rằng chúng ta đang ở Anh chứ không phải ở Trung Quốc, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục phát trực tiếp vì họ đang ở nơi công cộng. Sự việc sau đó đã leo thang căng thẳng khi một thanh niên Trung Quốc bắt đầu có thái độ bực mình. Why are you touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her, please. You are not the same age. Một lúc sau, các sĩ quan cảnh sát bước xuống kéo Kavanagh sang một bên và yêu cầu ông không xuất bản video lên YouTube. Kavanagh liên tục đặt câu hỏi về điều này, nói rằng chúng ta đang ở một đất nước tự do. Tại sao lại có một nhóm người Trung Quốc nói với tôi rằng tôi không thể làm gì đó? Kavanagh cho rằng vụ việc quá kỳ lạ này đã đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về chủ nghĩa độc tài và cả văn hóa Anh. Sự việc chưa dừng lại tại đó, những thanh niên Trung Quốc kia đã tạo ra video với chủ đề bôi nhọ Brandon Kavanagh, kèm theo những ngôn từ mang tính bóp méo sự thật nhằm chuyển hướng dư luận, thậm chí là dọa sẽ kiện nghệ sĩ ra tòa. Sau khi sự kiện này xảy ra, cư dân mạng đã tìm hiểu về thân thế những người Trung Quốc trong sự kiện này và phát hiện ra họ là những tiểu phấn hồng, thậm chí là nhân vật có tên tuổi tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, tất cả họ đều che giấu thân phận của mình, tạo ra một vỏ bọc thân thiện và sống một cuộc sống hai mặt tại Anh Quốc. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trong video livestream của nghệ sĩ Brandon Kavanagh. Video đã đạt gần 4 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày. Sự việc này hiện đang khiến dư luận dậy sóng tại Anh Quốc. Rất nhiều người đã để lại bình luận tức giận về văn hóa bắt nạt của những tiểu phấn hồng Trung Quốc, tiếng Anh thường gọi là Little Pink, và sự xói mòn của tính pháp trị Anh Quốc khi cảnh sát nhượng bộ nhóm người kia. Chúng tôi có kèm theo link video trong phần bình luận cho những khán giả của Tinh Hoa TV có quan tâm đến chủ đề này. Người xem đã để lại những bình luận tiêu biểu như sau. Nhìn xem, nếu mọi người không đấu tranh cho tự do và quyền lợi của mình, mọi người sẽ có thể đánh mất nó bất cứ lúc nào, nên hãy mạnh mẽ lên. Chúng tôi không ở Trung Quốc mà là đang ở Anh. Nữ cảnh sát đã nói, anh không thể nói những điều như vậy. Nhưng tiếc là anh ta hoàn toàn đúng, thưa bà cảnh sát. Những người Trung Quốc kia tưởng rằng họ có thể làm bá chủ bất cứ nơi đâu họ đến, ngay cả ở một đất nước tự do. Cảm ơn Chúa, ông đã đứng vững. Dr. K, ông đã không nhượng bộ khi bị tiểu phấn hồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc xúc phạm. Ông là một tấm gương tuyệt vời cho những người thuộc thế giới tự do. Cảm ơn ông. Mọi người nghĩ thế nào về việc những người Trung Quốc kia đi đến một đất nước khác và đối xử với người nghệ sĩ biểu diễn trước công chúng một cách thô thiển như vậy? Tinh Hoa TV sẽ sớm cập nhật thêm thông tin về chủ đề này trong video kỳ sau.